Mày anh em đang lập dàn mặt anh em ạ. Dàn mặt siêu dài. Bên công ty anh em nông dân chị Địch luôn cung cấp đầy đủ quạt công nghiệp này, dàn mặt này, vật tư chăn nuôi mạng này. Dàn mặt không với nóc bọc lưới nóc. Mạng inox 201 nằm trong hụt anh em ạ. Quạt, hệ thống quạt này. Tận bạc siêu đẹp đấy. Em có nhu cầu làm công trình trang trại liên hệ ngay để có tư vấn cụ thể anh em nhé. Nhà mình thì cung cấp đầy đủ. Đấy, trên mặt đã có cũng bảo vệ.